Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life được phát sóng hàng ngày vào lúc 20 giờ trên kênh IDC Life. Và Thúy Miền rất hân hạnh được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, bệnh vô sinh hiếm muộn là một bệnh rất phổ biến hiện nay, nhưng để hiểu đúng về vấn đề và cũng như là có cho mình những phương pháp và những cách đề phòng đúng đắn thì chưa hẳn ai cũng rõ. Và ngày hôm nay, chương trình của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích về căn bệnh tắc vòi trứng và đa nhân xơ tử cung. Và với chủ đề này, chương trình sẽ cùng đồng hành với bác sĩ Phạm Thành Sơn, hiện đang là chuyên gia trong lĩnh vực vô sinh hiếm muộn cũng như là giám đốc phòng khám FAA Clinic. Vâng, xin chào bác sĩ và cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình. Chào MC Thúy Miền, chào các quý vị khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Và câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ ạ. Tuần vừa rồi thì có một câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Nga, sống tại Hòa Bình, có câu hỏi như sau. Cháu năm nay 28 tuổi, vợ chồng cháu kết hôn hơn 1 năm mà chưa có con. Sau khi đi khám bác sĩ thì cháu nhận được kết quả là cháu bị tắc hai vòi trứng và đa nhân xơ tử cung. Đặc biệt, đa nhân xơ của cháu không thể phẫu thuật được vì bị dưới niêm mạc. Chương trình cho cháu hỏi là với trường hợp như cháu thì cách chữa trị như thế nào và có thể có thai tự nhiên được hay không? Cháu cảm ơn chương trình và mong sớm nhận được phản hồi. Thì đầu tiên thì để cho khán giả có thể hiểu rõ và nắm vững được cái vấn đề tắc vòi trứng cũng như là đa nhân xơ tử cung thì bác sĩ có thể đưa ra những cái thông tin đầu tiên về cái căn bệnh này được không ạ? Về trường hợp của bạn Nga, 28 tuổi, bạn có gửi câu hỏi đến chương trình thì hiện tại hai vợ chồng đã lấy nhau được hơn 1 năm thì đã chắc chắn là đã đi khám và chụp X quang rồi thì mới biết được là hai vòi trứng hai bên là bị tắc. Để hiểu về cái tắc vòi trứng ấy, thì có nghĩa là hai cái vòi trứng nó là một bộ phận trong cái đường sinh dục của người phụ nữ đấy. Thường thường tinh trùng sẽ phải đi từ âm đạo này, đi qua cổ tử cung, sau đó là đi qua buồng tử cung rồi vào hai cái vòi trứng này thì bắt đầu mới có thể gặp được trứng, hoặc là trứng cũng sẽ phải thì di chuyển ngược lại từ buồng trứng vào trong vòi trứng, gặp tinh trùng, sau đó là gì về buồng tử cung để làm tổ đấy. Nhưng mà trong một cái trường hợp nào đó mà các bạn bị tắc hoàn toàn hai cái bên vòi trứng này thì cái nguyên nhân mà gây ra tắc này thì có thể do bị viêm nhiễm ngược dòng lên đấy, thì cũng gây ra cái hiện tượng tắc, hoặc là gì có thể bị viêm dính ở bên trong cái vùng tiểu khung, làm hai cái vòi trứng nó gập lại đấy, và cũng có thể thì gây ra cái tắc vòi tử cung hai bên. Ngoài ra nữa thì tắc vòi tử cung còn có thể gặp ở một số trường hợp là dị dạng, có nghĩa là có thể không có vòi, không có hai cái vòi tử cung. Và như vậy sao, khi mà bị tắc hoặc là không có vòi tử cung thì chúng ta trứng sẽ không thể gặp được tinh trùng, và như vậy thì chúng ta hoàn toàn là gì, là không thể có thai được tự nhiên đấy. Và đặc biệt là một số những cái trường hợp các bạn mà bị tắc thì bây giờ có cái phương pháp, đó là các bác sĩ có thể bơm áp lực lớn vào trong buồng tử cung và thì làm thông hai cái vòi trứng này, hoặc là gì sẽ dùng các phương pháp về mổ nội soi để đưa, mà chúng ta sẽ đưa những cái ống nội soi vào trong, trực tiếp vào trong ổ bụng, do đó là chúng ta nhìn vào cái buồng tiểu khung sẽ tìm được hai cái vòi trứng. Và thì một số các bác sĩ thì sẽ bơm trực tiếp ở bên dưới cái bơm xanh metilen ở bên dưới buồng tử cung vào trong để xem cái hai cái vòi tử cung này nó có thông được hay không. Nếu có trường hợp mà xanh metilen có thể chảy vào trong ổ bụng thì có thể là thì cái đoạn tắc đấy nó đã được thông rồi, nhưng mà thì một số trường hợp thì khi mà chúng ta bơm như vậy thì hai cái vòi bắt đầu nó phồng lên thì mà nó cũng không có thể ra được cái xanh metilen đó, thì hai cái vòi đấy nó chắc chắn là nó sẽ bị tắc. Và các bác sĩ thường thường có thể thì sẽ nong tách hoặc là gì gỡ dính
để cho hai cái vòi tử cung này thì nó thông trở lại. Một số các chuyên gia ở bên nước ngoài thì người ta có những cái loại chất gel gel có thể đưa vào trong cái vòi tử cung này để chống dính lại, vì thực ra thì cái tỷ lệ mà viêm dính lại thì rất là cao. Đấy, cho nên là thường thường bây giờ các bác sĩ cũng sẽ ít khi mà sử dụng những cái biện pháp nong tách hoặc là thông cái vòi bằng phương pháp nội soi, mà có thể sẽ kẹp cắt hai cái vòi tử cung đó và thì chúng ta sẽ chuyển sang làm thụ tinh nhân tạo cho ống nghiệm bằng phương pháp IVF. Vậy thì đối với trường hợp mà bị đa nhân xơ thì sao ạ? Ta nên hiểu cái vấn đề này như thế nào ạ? Bạn Nga này thì ngoài cái trường hợp mà ngoài cái vấn đề là hai cái vòi trứng đang bị tắc thì bạn còn có một cái nữa, đó là gì, là Đa nhân u xơ. đa đa nhân xơ tử cung, và đa nhân xơ tử cung lại nằm ở dưới cái niêm mạc, thì đây là một cái dạng nhân xơ, nó có thể gây ra cái rong kinh, rong huyết hoặc là gì gây ra cái sẩy thai và sớm, và cũng rất khó để có thai. Tức là bây giờ Thúy Miền tưởng tượng đó là gì, đa u xơ tử cung thì u xơ tử cung nó sẽ có bốn cái dạng khác nhau ở bốn cái vị trí. Đầu tiên là gì, chúng ta sẽ kể đến loại đó là nằm ở dưới thanh mạc. Cái loại này thì kích thước nó có thể rất là to, nhiều trường hợp có thể to từ trên 10 cm đường kính. Nhưng mà cái trường hợp này thì nó lại không ảnh hưởng gì đến nhiều cái niêm mạc, và đôi khi thì chúng ta có thể có thai tự nhiên được bình thường. Đấy, trường hợp thứ hai đó là gì, là u xơ tử cung ở trong cơ tử cung. Đấy, ở trong cơ tử cung thì đôi khi nó làm biến dạng cái tử cung của mình, nó sẽ bị to lên. Đấy, và thì một phần khi mà cái u xơ bắt đầu nó to dần nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái niêm mạc của chúng ta, và như thế thì cũng khó thụ thai hơn. Đấy, và cái loại thứ ba đó là gì, là u xơ tử cung dưới niêm mạc, chính là vấn đề mà bạn Nga này đang gặp phải. Về cái u xơ tử cung dưới niêm mạc như thế này thì kể cả kích thước có nhỏ đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến gì, đến cái sự làm tổ của thai. Đấy, và thì gây ra khó có con hơn. Và loại u xơ cuối cùng đó chính là u xơ ở tại vị trí cổ tử cung. Đây cũng là một dạng loại u xơ tử cung rất khó để điều trị, bởi vì cái vị trí của u xơ tử cung nằm ở phía cổ này thì có rất nhiều những cái mạch máu lớn, và chúng ta phẫu thuật thì cực kỳ khó. Vâng, và thưa bác sĩ, đối với trường hợp mà bị tắc vòi trứng này đồng thời lại bị đa nhân xơ tử cung nữa như chị Nguyễn Thị Nga thì ta sẽ có những cái phương pháp chữa trị như thế nào và cụ thể từng phương pháp ạ? Để mà khám để có con thì nên đi khám cả vợ cả chồng trước đã, chứ không phải là chỉ có một mình vợ. Chồng cũng nên đi làm các xét nghiệm, làm tinh dịch đồ, để làm các xét nghiệm về máu xem có vấn đề gì không. Nếu mà thì chồng hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ tập trung vào cho gì, cho người vợ. Đấy, và thì ở trường hợp của chị Nga này thì bị tắc hoàn toàn hai bên vòi trứng, và thì có cả về nhân xơ dưới niêm mạc, thì mình khuyên rằng bạn có thể đến những cái trung tâm lớn để khám lại một lần nữa ở những nơi có thể thì có khả năng phẫu thuật, và cũng xem xét cái trường hợp nếu mà dễ dàng mình mổ nội soi ra mà vòi trứng nó tắc dễ thông thì chúng ta có thể là thông vòi trứng và để hướng để có thai tự nhiên. Nhưng mà trường hợp nếu mà khi mà chúng ta mổ nội soi ra mà hai cái vòi trứng nó tắc rất nhiều, viêm dính và cực kỳ khó để nong tách, khi mà thì nong tách nó có thể gây làm tổn thương các vòi trứng và các bộ phận xung quanh, thì tốt nhất chúng ta nên thì kẹp cắt hai cái vòi trứng đó lại và tiến hành làm thụ tinh nhân tạo cho ống nghiệm IVF thì nó sẽ hiệu quả hơn và thì rút ngắn được cái thời gian điều trị của bạn Nga đi. Vâng, và theo như những cái phân tích vừa rồi của bác sĩ thì liệu trường hợp của chị Nguyễn Thị Nga thì có thể còn cơ hội mang thai tự nhiên được nữa hay không ạ? Trường hợp của bạn Nga đấy, nếu mà thông tắc được thành công thì tỷ lệ có thai tự nhiên là có, nhưng mà rất thấp. Đấy, rất thấp. Và còn nếu mà không điều trị gì cả, không đi nong tách vòi trứng không thông thì hoàn toàn không thể có thai được tự nhiên.
Và để biết thêm thông tin về từng trường hợp bệnh cụ thể khác nhau thì quý vị có thể liên hệ theo số hotline 0855 022 102 hoặc gửi thư về chương trình qua địa chỉ email tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Và thời lượng của chương trình Sống khỏe cùng IDC Life của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Và một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Phạm Thành Sơn đã nhận lời mời của chương trình và có mặt tại đây ngày hôm nay. Vâng. Xin chào, cảm ơn chương trình và chào tất cả quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình tiếp theo. Vâng, và nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi và không muốn bỏ lỡ bất kỳ một thông tin sức khỏe hữu ích nào thì hãy nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.